quê em An Giang, có sông Hầu, đồng ruộng thân thang, đất phù sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp thùy mị đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyến bao chàng. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời im vui quý hơn bạc vàng. Quê hương em đồng bằng cửu long, trai trung kiên chung quy chuyện tình duyên sông nước mênh mông, đẹp trăm năm ấm êm mặn nồng. Hello cả nhà. Dạ con xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê An Giang nha. Hôm nay thì mấy cậu cháu con là đang ở ngoài cái hồ ngoài nè. Bữa nay là mình sẽ khai trương cái tay lưới ốp mới nha. Thì mấy cậu bắt tay lưới này hôm qua, bữa nay mình sẽ chỗ cái ao, cái hồ, hồ Bói Quang ở dưới gần Lập Sản để kéo cá nha. Rồi bữa nay là cũng có mặt đông đủ nè, cậu Năm, cậu Chín, anh Bình. Rồi bữa nay có bé Giang đi theo nữa nha quý bà cô chú. Giờ mình chuẩn bị là giật máy. Rồi anh Bình đang giật máy đang kéo thêm một chút. Rồi xuồng. Xong nữa rồi, cái máy này xong nữa rồi. Máy này nó trứng nữa. Trứng nữa. Ồ nó sạc xăng ra dữ vậy ta. Đông lè lại nó sạc xăng. Nó bị hay chìm chế nổi lắm chú Minh ơi. Chú Minh. Tu le mà. Phải đè, mỗi người đè ba người giật. Nó có thời rồi đó. Máy cổ cũ kỹ. Ô, ê sức chưa dứt. Cảm thấy không? Cái hầm cá muốn ngập luôn mà Bình. Ơi Bình, cái kéo vô hầm này có không? Dạ. Hầm của Minh nè. Sao? Kéo vô hầm Minh có không? Có mà nó có mấy cái gỗng gỗng nhảy đó.
Ê. Rồi, bây giờ mình buông ra đây. Mình vẽ trong cái đường này là buông ra đây. Dây. Buông đi. Ta lấy gì? Ta lấy điêu luyện chưa? Ta lấy lụa. Cái này là tắt cho hả? Ừ. Không đi tới mới hầm rồi đó. Dạ hả? Nước xong. Ở vậy. Hôm nay nước nhiều với mình nè. Ồ, nước hôm nay ngập nhiều quá, bởi nhìn thấy lạ. Ấy đậu xít ngoài để nước gồng chặn đó đẩy uống chết được. Nước gồng rồi đẩy. Đưa vô tới tới chồng luôn, ngồi đi về nước gồng nó bài chiếc xuồng ấy lên lên trên đẩy muốn chết được. Vậy là chúng ta cần đẩy. Ừ. Rồi cho ngọc với Giang lên xuống mình đậu xuồng mà mé đi, hồi nước lớn nó không đẩy. Chính không sợ kéo xuồng sát ở trong này, hồi nước gồng đẩy ra không nổi. Nhấm nước gồng không bình. Dạ gồng. Nước ở ngoài sông nó gồng lẹ lắm. Ờ. Xuống lắm. Gì đậu ngoài cái mé ngoài này đi. Xuồng nhỏ đó thì mình đậu trong đây được. Xuồng nhỏ đó ra được. Ừ. Cán nước là mình đẩy ra được. Ừ, lấy cái xuồng nước ra ngoài đi. Em vô chứ nữa thì cái xuồng bự của anh mình không có chở hết được nên là vô thì một cái xuồng nhỏ nữa. Tại xuồng mình có đem theo lưới rồi có cộng năm rồi có giang nữa. Xuồng kia thì mình đựng dụng cụ cao. Được rồi. Vô trong luôn không? Cho cái xuồng nhỏ vô. Vô tới bến luôn. Ủa cái dây đó là em theo chia cô Chính. Cái nào? Đó. Ừ. Ngọc Giang kéo tiếp. Dạ. Còn Nam tính cái đường đây, giờ mình tới cái hầm mình nè. Buộc vô hai cái cây đó hả? Đầy đủ đồ nghề hết rồi ha. Ở ngoài nước lớn mà ở trong này không có nước nào, không có vô được. Thôi cái hầm ở bên kia. Thôi ở bên kia có nguyên một cái bãi cát luôn á. Rồi lên đem bốn. Cái con biên điển nè. Rồi bây giờ mình đang chuẩn bị bủa lưới kéo nha. Thì nãy giờ là mình cái khâu mình chuẩn bị đấy, mình đi qua cái cây bệnh dưới cái cây tre này mình cuột vô hai đầu nè. Vậy là kéo lại đó hay gì? Kéo à, người lại qua cái gì con Năm? Con ốp qua đây luôn. Ra lưới rồi con kéo vô mé. Rồi, hãy đi. Rồi Giang với Ngọc lại xả lưới ra. Dạ, xả lưới nha. Trên mình ốp. Ờ, lâu xuống cho mình nhẹ nhẹ kéo rồi. Dạ. Rồi, ok. Ok. Sáng xuống. Ê dính mình ơi. Dính gì vậy? Cái phao. Xuống cầu chính. Xuống cầu chính ơi. Cái đó là cái Pepsi để cho caramel đó. Caramel là Pepsi đó mọi người. Bên đây đi chứ. À. Con Năm xả thành dây đẩy ra giùm con đi con Năm. Nặng quá lo hết nổi rồi. Rồi anh Bình đứng tới đó luôn anh Bình. Anh lội ốp ra hết lưới rồi cái anh. Không, nước sâu không á, nước sâu không đứng tới không? Ngang cái cạm. Dạ. Ngang cái cạm. Đuối à, đuối à. Không có cái chỗ này nè là nó phải. Ê, thảy cái đứa đó đó, thảy ra cho nó cơ cầm. Này cầm đầu này đi. Dạ. Để trên bờ tôi thảy có thấy. Thảy đi. Chụp nghe. Không tới luôn. mình đừng có manh động, cá nó lặn. Nhẹ nhẹ im im thôi. Mình đi sao mà gió không động mà đất không động á. Cái này cậu phải qua đó mới dịch con vô nổi. Này cầm cổng dây đi qua phía đó đi. Qua cái bùi điện á. Tới buồn điện không?
À, ra nữa đi Bình, lướt chưa hết? Dạ còn. Dạ hết mấy luôn em. Nãy quên lấy thao cho nó đeo theo. Thấy cái thao không? Rồi. Cái thao nó chị quên phải lấy cái thùng á, thùng mũ. Thử thùng mang cho lưng á. Im không? Cái thùng mũ mang cho lưng. Cho nên này nó không có Bình. Tới mà. Dù con em. Vậy. Dù con. Dù hả? Cái. Bữa bữa đó vũ cũng lũi lũi vô đây nè. Sao mà đi? Ủa trên bờ đi được hả con Nam? Ok chị. Nãy con Nam bước đi trên bờ, con có biết đâu. Thấy con Nam đi qua đường này. Dẫn em đi đâu chị nào? Đi qua bên con Nam nè. Trong đó mấy cái bụi tùm. Khổ quá mà. Thằng lên luôn. Lên đường. Ừ. Tao còn khô không? Lũ vô đây à? Rồi tới luôn con Nam ơi. Ở đây chạy giác nhấp chừng. Wow, bên đây có cái hầm nữa nè. Ồ, cá quá trời luôn. Ê, phao này hơi dày á. Ừ, lấy nó thưa thưa gì mà cũng đâu có chịu đâu. Nói qua bên đây con cậu cậu. Nói qua cây điện điểm bên kia. Ừ. Con mới phát hiện ra là bên đây có cái hầm cá nè, cá nhóc hết trơn. Ôi nó nhảy kìa, nhảy dữ dữ kìa, dữ kìa. Trời ơi. Có nhảy ra hết. Rồi, cậu cậu thằng lên đây. Kéo kéo lên bờ luôn đi cậu. Có cái linh đó con Nam ơi. Cái miệng nhảy nè. Kéo kéo ra diện kiện bờ đi. Nhảy ra hết rồi. Nè. Đúng rồi. Kiếm mất cái linh thì giống giống con Nam. Bên kia có một điện điển nữa kìa. Không gì rau, chứ gì. Kéo phao vô. Kéo phao vô, kéo phao vô. Kéo phao vô. Ê. Kéo. Gà chị đừng cho ấy, rồi. Cá lóc bự, chị xác đó. Kéo vô. Khoan, để đi, nó đi để con bắt cá lóc này. Đi dài này, dài lại chị nè, kéo cái phao. Kéo chị dài lại đi Ngọc. Dạ. Cậu Nam gà cái giò xuôi xuống theo con Nam chị nó. Giữ rồi. Gì cho ăn cậu luôn. Thôi chị chắc ăn á. Chụp lại luôn. Lên chị luôn nè. Khoan, chưa lên nữa, cậu dở từ từ lên cậu chín. Đừng gắt mà. Kéo vuốt đi. Ôi. Cái gì. Phải phao lên bờ luôn Giang. Nè, chín. Ờ, nắm về đây. Ờ, con nắm. Đừng kéo lên quá, đừng kéo quá. Ờ, để vậy đi con. Chùm lên gì là nó không có nhảy ra được. Mang này nè. Đâu rồi, cậu tới đâu rồi chị? Vuốt chị thẳng cái cậu chính. Kéo chị. Kéo thẳng không? Ừ. Từ từ thôi. Khoan, con. Rồi. Lên đi. Được. Cùng viên cá. Cho mất tiêu. Lên chị luôn. Rồi. Đó, lên bờ luôn coi. Đó. Quá, cá linh. Vũ vòng lại. Quá trời cá linh này nè. Bây giờ ở đâu vũ lại? Không phải cái con phi. Lên đẳng đây, chính nhìn nó nha. Ừ. Lên đây đi. Lên này tôi bình vũ lại. Cậu chính coi cái đầu lớn tôi chừng nó rớt xuống. Bị mình giữ cá rồi. Cái con phi con quá. Dạ. Cái con phi con. Phi non hả? Ừ. Có phải cá linh hả? Cái con phi non. Cá lóc hả? Này có con cá lóc bự chà bá luôn. Mình mà phải bút công ha, mình thả cái cá này vô nuôi chàng ơi. Thiệt tình. Bây giờ mình thả vô cái mùng mình nuôi đỡ được không anh? Mùng hả? Dạ. Bây giờ mình mai cái mùng á mình thả vô á. Được mà nữa rồi nó bút thì thế nó dở con gan rồi sao? Ủa cá lóc đâu thiêu rồi con chín? Thiếu đâu ạ? Ga hay gì? Ồ cá lóc ga rồi. Thiêu rồi. Ga hả? Ga rồi. Ủa vậy? Cá lóc mượn dữ lắm nha. Ra đường nào vậy? Thở chị ra rồi.
hết chứ cá của Phi à. Phi non không? Phi non không. Rồi lấy sao lại được luôn nha. Đó, cái lóc mất tiêu rồi. Ôi ôi ủa cá lóc mất tiêu rồi. Mới đẻ không? Cái này bỏ tép vô hầm. Tép nhóc vô nè. Này bỏ hầm cái hết khoảng. Này nuôi một cái ha. Một đi sau luôn. Khoan không? Dỡ lên. Dỡ lên dỡ. Quá chừng. Thế làm gì chứ? Thì ra phải tép. Dạ. Còn kia, còn kia. Dỡ cái nữa. Vậy là phải có con cá rô phi bự dữ lắm anh Bình ơi. Ừ. Có bự dữ lắm luôn nè. Cái nãy có mấy con cá mè dinh, cá linh gì nó nhảy. Cái này mới có mẹ lớp 1 đó cả nhà ơi. Quá chèn luôn. Cái dinh nè. Cá linh nè. Rồi mấy cá rô phi này rồi sao anh? Còn mấy mình thả lại đi. Chứ nó nhỏ xíu gì rồi làm sao? Không. Mình thả lại kéo dính thôi đó. Dính thì nhiều dính rồi thì mình thả lại có gì đâu. Mình thả đúng là cá nhỏ mình thả đây cá bự bắt được mình bắt. Bắt rồi mấy cá bự đi. Lấy cái sợi bắt mấy cá bự ra đi. Tép nè, lụm tép nè. Chứ cá này chơi xù cũng ngon lắm nè. Ngọc với Giang lụm tép với lựa cá bự ra đây coi. Chứ nhỏ quá mình không ăn cá. Ngon bụng. Còn ba con cháu mình kéo thêm mẻ nữa nha. Cá linh nè. Bắt mấy cá linh này nè. Linh nhóc chân nè. Linh với tép nè. Đây. Ừ, mấy con lựa đi cá linh nè, tép đó với mấy cái kéo lại đầu đắng hay gì? Dạ. Kéo lại đầu đắng nha. Kéo qua dắt. Tép để vô đây nó rớt lọt không ạ? Sao? Tép nhỏ nữa. Không mấy con tép lọt á. Cái này có cái bọc ha. Tép nhỏ nhỏ mà. Nó bắt mấy cái bự đi. Rồi lựa mấy cái bự đi. Rồi. Bỏ đi. Hay, cái nhà ơi mình bắt cá bự thôi, cái nhỏ mình thả lại mương cho nó sống nha. Thả lại cho nó lớn. Cho lớn nào lớn lại bắt nó. Cho nó lớn lớn thì mình mới bắt nó được, mình nó quá ăn gì được. Mấy cá nhỏ này chắc cũng được mấy ký rồi con chứ. Ừ. Nếu mà theo con bằng tay thì tao đựng hết đâu. Vậy còn lại nhiêu Ngọc? Đó. Còn lại bao nhiêu đó? Lên đây được nhiêu hả? Dạ. Một mẻ. Ok. Làm mẻ nữa. Rồi đây mình kéo qua đó đi ha. Qua đâu? Đây nè, thẳng lại buồng điển đó con. Con kéo bọc ra đây, con kéo thẳng đẳng, còn cậu chính đi sát mé đi ha. Ừ. Kéo trước đi, kéo trước đi. Thả chị xuống trước. Này để đi con bình con lấy đầu này nè. Không gì đây con ra. Nó vậy là phải rồi đó. Chị phải rồi đó. Con ra giữa này con ra đó. Ờ chị phải rồi đó. Con dây nó hơi gãy này nó xuống nghe cậu chính. Thôi. Bỏ xuống đi. Thôi mà con tiếc quá, tiếc cái con cá lóc bự nãy nó sao nó ra được vậy. Lóc khó bắt cá lắm, hay lắm. Nó lủi, rồi bắt siêu. Chị mình đủ độ nặng không? Đủ. Sát khỏe rồi. Ủa, sát rồi. Cá nó bị nhẹ. Bình đâu mất tiêu rồi. Ủa đó sao cái gì anh Bình? Chỗ này không á. Đứng không tới. Dạ. Yeah. Chàng không bọng vô quá, biết gì quá, biết đó. Nãy giờ thấy lúc đầu lặn lặn dưới không rồi. Còn năm đứng đằng này kém. Còn chín đi trong mé thì nước nó cạn. Cá gì á, lặn rồi. Cá hay gì em lặn xuống này. Mất gốc hay gì rồi. Mất gốc. Còn chín này á. Thằng gốc cái gì, mất gốc hoài luôn. Cá lặn. Gì vậy cậu? Cá bự gì vậy? Kiếm hàng. Kiếm hàng cá. Cá hả? Ừ. Chờ lát đi lặn. Hàng nhóc rồi đó, nãy lặn cùng với hàng. Cậu Năm nói hàng nhóc hết trơn á, cậu Chính ơi.
mệt lắm á, hàng quá sâu lúc tay luôn không tới, tại nước sâu nè, tốn sức nhiều. Rồi giờ bắt đầu mình ấp qua đây á cậu Nam. Dạ. Nó bị dội cái tụng cái cá trắng nó bay hết trơn. Vậy cái này mình phải may thì cái tụng hết rồi. Dạ. Vô 1 2 1 2 quăng kéo nhiều quá, hai kéo quá, kéo rồi, kéo mạnh lên rồi, kéo lên lên đấy, bơi dính cây nha con anh, bỏ cái ra thử rồi, nó có thác không nữa, thác hả? Có ngay cái quật cắp nè, nó ổng lên có hai gan quật cắp này nó bị nó chạy xéo rồi, rồi giả lên đi ngọc quạt cá gì đâm vô giò bự dữ vậy đó, rồi bay ra cho lên rồi con kéo cái mí nó lên luôn đi ngọc. Cái này nhức gồng á, có nhảy vô trên đó. Nè đứa nào đứng đặt cái giường này nè, để cá nó đẩy ra nó không lên là cá đi nè. Rồi Ngọc kéo lên đi Ngọc, kéo như nãy vậy đó Ngọc. Kéo đây kéo ha. Dạ. Đó. Rồi cá dính bay. Từ từ. Bè bè dặn chị trước đi mình lên, rồi bắt đầu mình bóp cái phao vô là cá nó có đi. Dạ. Đây dặn chị cho nó chỉnh đi. Con nắm lên đi Ngọc. Chị ơi. Đuổi đuổi cái cho nó ra. Kè kè ơi. À rồi nó kéo quá bóp gì đó mình. Chụp. Oh, hay ghê quá. Dính luôn. Cái thao rồi Giang ơi, cái thao đâu rồi? Cái mày dính. Mày hả bự. Vậy đâu cho thoát. Thao chứ cái này luôn nè con. Nè con đổ cho ừ nè. Tiếng cá nhúi lên tim. Cái này ve lại chút cái gì thấy con chín. Kéo luôn luôn được không? Kéo phao kéo chì luôn. Kéo phao kéo chì lui lại thẳng là nó khác rồi. Thôi cái rồi. Kéo phao lên, kéo lúc lại lắng đi. Kéo. Kéo luôn lại. Cá vô bờ. Ừ. Nhảy vô luôn. Kéo Giang ơi, kéo phao Giang ơi. Chạy lên bờ luôn. Rồi, chín chốn đâu có tiêu luôn rồi. Nó bay dữ hả? Động nữa mà. Dội lên.
nó rồi con năm chút xíu nữa à. con vô con bay rồi. Cái này Vinh, nhà nhỏ có 3-4 ngón tay. Nó ở chồng khác mé đó thì nhiều nghe cậu. Cái này nó lên mé rồi. Dù mé dữ rồi nè. Đó. Có cá bự không cậu Chính? Bây giờ thấy gì đâu. Con cá lóc. Con cá lóc. Cá lóc nãy nó thoát này nó chạy mừng quá chạy mất tiêu luôn. Nó. Chị đó rồi. Đây nè. Tới đâu rồi? Giò ta nè. Ừ. Rồi kéo cái cây lên đi con Chính, kéo cây lên đi gang nãy đi cậu. Chính là nó dạng người khác má đi. Rồi, má này. Chưa. Đó, lên luôn cái mọng nè. Rồi, hai quá. Lên. Quá trời cá mảy nữa nè. Dạ. Quá. Cái nãy không. Rồi đây vũ dồn đắng luôn nè. Xe con Nam. Đây dồn đắng đi rồi lợi cho nước luôn. Cái gì vậy? Cái gì có vũ không? Nó mới chưa lòi rồi chưa vũ. Chưa vũ vậy là. Rồi vũ cái đầu có bình đi cho chắc ăn. Dạ nó gặp đâu. Vũ này già lại đi. Rồi banh ra đi rồi. Quân đi Ngọc. Ồ cá mày Vinh rồi con bự rồi. Cá Vinh bự. Ngọc ơi. Ngọc bắt được mới sợ. Sao ơi. Trời ơi. Cá bự luôn. Rồi. Rồi, con cá rồi. Rồi con cầm cá đi vô đi. Thôi chút luôn rồi. Chút luôn rồi. Bỏ lại rồi. Buông cái. Bỏ qua ra đi. Buông đi. Đây cái dính nữa nè. Vũ lại đi. Rồi buông đi. Buông vậy. Giang bước chở đẳng đi. Kéo nắm chở nó lên đi. Đồ này có không? Đồ đẳng có không? Giang vũ vòng rồi hết chưa? Cái gì con có vũ vòng không? Nay đẳng con hai con rồi con bắt bỏ vô hết rồi. Rồi vậy là tới đây hết rồi đó. Chặn ngang đi, chặn ngang đi. Giang nắm phao nha. Trời ơi. Rồi. Kì kìa mấy con cá cho dính đây nè. Thao thẳng ra nè Ngọc, buông cá đi đừng có bắt. Rồi. Mấy cái chị Vinh nè, bắt đi. Thế thao lại đây, con lấy cái thao đi, còn lấy cái xề nãy đi, đẩy đi. Rồi đây, đây con Năm lựa mấy con bự thôi, còn mấy con nhỏ thả luôn chứ khỏi xúc vô cái thao. Lấy cái xề đi con, lấy xề đây lại. Ừ, để cái này đi. Dỡ lên, dỡ lên. Đi, khỏi lưng. Một con cá chị Vinh bự tha. Đây 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 đem đây. Nè con Ngọc đổ cá vô đây hết đi. Dạ. Đó. Rồi, hết cá bự rồi. Rồi lơ kê lơ dở lên coi. Đó rồi. Mấy cá linh rồi có không? Rồi, không có cá linh. Cá thiểu nè. Tép nó nhỏ không à? Đó, một con tép trứng. Rồi, cái này cá nhỏ này mình thả lên đi.
nghe lối ra ngoài. Rồi bây giờ mình kéo lưới được mớ cá về cái anh Bình chỉ món mới hấp cá cỏ xước. Cá ngô phi hấp. Wow, hết sảy luôn. Rau, sao nó đây được bụi cỏ xước quá chừng luôn nè. Rau ngon là bơi lại đó hái đây anh bơi cho. Cỏ xước này là một cái phòng thuốc của hay xài nữa. Ngon lắm nè, đất rau này nè. Đó mình lựa lấy cái trời non non mình thấy. Nó chè non non phải không? Non đó. Nè Ngọc. Cái này nó anh mình. Dạ. Cỏ xước. Ủa bộ phòng thuốc này có trị bệnh hay gì mà phòng thuốc nam nó hay sử đúng dụng đó anh mình? Đúng, nó cái là mình ngắt mấy cái chèo non nó lại. Phòng dạ. Thuốc nam người ta dạ. Xài nó là dạ. Nhiều, còn mình ở đây ăn hái hấp ăn cũng tốt. Tốt. Ngủ. À dạ. Cái này ăn nó giống như rau đồ bình thường thôi anh Bình. Nó có mùi vị gì không? Gì chưa ăn bao giờ. Nó giống như rau trái hả? Mắt gan. Mắt gan có sức. Mình phải lấy nguyên thân luôn. Mình làm thuốc là lấy nguyên thân rồi phơi khô rồi mình nấu nước uống. Trọng của nó đúng không? Dạ. Mình lấy cái mấy cái dĩa mình cho nó hết mà tôi chú ơi. Mấy là lấy nguyên cọng vậy nè. Đó mình lấy nguyên cọng, có cái rễ luôn đó, mấy cái rễ cái nó bò ra đó. Lấy luôn. Cái đỏ nó giống như rau ngổ mình không? Thì nó rau ngổ thì có cái vị đắng nhẹ, còn cái này thì nó giống như rau chay ăn nó mát, nó dai dai, nó thơm thơm. Cái mùi thơm cũng dễ chịu. Được chưa? Cũng nhiều rồi đó. Cũng ăn được rồi. Được rồi, nhiều rồi. Nè, được một bó nè. Rồi. Cho anh bước qua. Rồi đủ chưa? Dạ rồi, con năm rồi. Rồi, bây giờ mình qua cái cua đi về nhà thôi. Nè. Để vô đường nhà mình. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có vàng thiên lý, có người tôi thương. Là đường mờ chính hả con chính? Ừ. Ơi. Vậy? Không ca rồi tôi bơi à, thằng nào mệt. Cây nó mụn. Cây nó mụn. Cây nó mụn. Đi bơi. Vậy là hồi đó cậu chính gặp mờ chính tại vàng thiên lý hả? Ừ. Wow. Lãng mạn quá ha. Lúc đó hẹn bóng mấy lần bả không chưa ra đó, bởi vì cậu ca bắn là hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm, trời mù sương hay mù khói thuốc anh. Lúc đó cậu còn hút thuốc. bây giờ nghỉ hút rồi. À, em không lại anh nhủ lòng sao đây, em cứ hẹn chiều nay rồi chiều mai sao không thấy em. Hẹn hoài mà quá không ra. Trời ơi, gục đỏ kìa Ngọc phải không? Dạ. Gục đỏ là nó có mấy cái ổ đó ăn coi chừng sâu á. Ăn coi chừng bị dồi á. Còn trái nhóc hết trơn kìa. Gục đỏ là cái sống ngoài da của nó có mấy cái lằn chỉ đó, 5 lằn chỉ. Ê, đá, mình vô đây kéo lưới có người ta hay cái hả? Khung đó như cái trồng cỏ hay không? Đây mình bài bà rồi mình vô được không? Được. Đi phía đây nè. Phía trên đó. Dạ thưa quý bà cô chú ơi, thì mình đi kéo cá về được mớ cá nè. Đây cá này mình sạch hết trơn rồi nè. Mình sẽ ướp nha. Thì mình hấp với lại cỏ xước. Nay là món mới của anh Bình chỉ nè. Thì mình chuẩn bị gia vị để nêm nếm. Để
ra chút xíu ngọt, tiêu cho nó thơm, và đường. Để em đi rửa lại, nãy giờ ngâm nước muối. Rồi, trộn vô cho nó cuốn vô rượu. Cá thì cũng nhiều quá, mình hấp phân nửa, còn phân nửa mình ướp muối rồi mai để dành chiên ha gì hay. Dạ. Dạ, để sẵn nó đây. Còn đây là cỏ xước nha. Thì nãy bé Giang về có lặt rồi nè. Mình lặt mấy cái đọt này. Chuẩn bị cái nồi. Lót keo xuống dưới đây. Xong rồi để cá lên. Thêm miếng rau nữa đi con. Để rồi. Rồi, để cho con để cá lên luôn nha. Rồi. Còn đây là để lên luôn hay gì ha? Rồi, để lên mặt luôn con. Để em đi rửa cái nắp. Thì cỏ xước này anh Bình nói là mình phải hấp mới ăn được nha, không có ăn sống được nha. Cỏ xước này ăn nó mắc ghê, nó là nó tốt. Con xin lấy nước. Nghe Bình nói cỏ xước này kiểu như hấp chín tới á, ăn nó mới ngon, chín quá ăn cũng không ngon. Vừa phải dùng thế nhỏ vậy. Rồi tí xíu nước. Y nhỏ. Có vùng nào hơn không nhờ? Mình có phụ mình bắt bếp lên nè. Chị hai chuẩn bị bếp sẵn cho con rồi. Dạ. Cái vùng cái này mình hấp cho rau nó vừa chín tới thôi. Nó ngã màu là mình nhắc xuống được rồi, đừng có chín quá. Nó gục quá. Chị thấy cái vùng cũng phải nổi đâu không? Có thì chắc ở trên nhà đó. Cái đó nhỏ, em mới ướm thử rồi. Để em lên nhà kiếm. Ồ, xích lại đây thời gian. Trời ơi. Nè, cái nồi của mình được rồi nhà nha. Mình canh nãy giờ canh nữa rồi chín. Rồi chín tới luôn. Cá như này nó chín luôn rồi nè. Để mình dập dập ra coi coi. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Đó. Thôi bây giờ mình nhắc xuống nha. Sau khi nhắc xuống thì mình cắt hành để vô cho nó thơm. Mà nhắc xuống. Con nhắc lên muốn tiêu vòng vòng lên cho thơm. Dạ. Đây, tiêu lên. Thơm ha. À, hấp dẫn quá. À, cá hấp cỏ xước món mới nha. Món này là do anh Bình nghĩ ra nha, chỉ đó. Này là lần đầu tiên em ăn luôn nè, không biết mùi vị nó ra sao nữa. Ăn thử sẽ biết. Ăn thử rồi sẽ biết thôi. Rất là ngon. Rất là ngon luôn. Mình quảng cáo rất là ngon nha quý bà cô chú. Rồi cơm chín rồi, con xin kính mời quý bà cô chú, anh chị cũng tất cả các bạn ăn cơm với lại gia đình của con nha. Con mời cô Năm ăn cơm. Cậu chín ăn cơm, anh Bình ăn cơm. Rồi, ok. Để con ăn đi. Dạ. Con cũng mời con Năm, cậu chín ăn cơm luôn. Mời hai đứa luôn. Dạ. Nãy chị hai ăn cơm no rồi. Mời dì hai ra, mời dì hai ra anh Bình. Ừ. Sáng dì hai qua với anh Bình ở bên này giữ nỉ phải không? Ừ. Hay có trước không? Cái vị nó bùi. Nó nhẵn ngày gàng như cái gì nè, gàng ngổ ha. Ừ. Hơi nhẵn nhẵn ngày gàng như gàng ngổ vậy. Ây da.
Như nách. Chấm mắm. Chê đẹp ta. Không là gốc mà chân. Sao im. Nó mình để cái lóc nó ổn nha. Không bắt được nó. Cái lóc nó hấp này cũng ngon. Nó tẩu thoát hai lần. Cái lóc nó có thể lằn lên mé nó chạy luôn đó. Chứ chị thì sát đắt rồi. Chạy. Nó ổn lên ba cái. Ba cái con muốn mình giật giật lên đó. Đồ thấy nó vô mà sao nó lủi ra được hay. Cá lóc con bắt nó quằn lên mé. Nó tẩu thoát hai lần. Lưới đó mình có túi là bắt được nó. Không có túi nó bị dội nước. Vậy là cái lưới này mình thiết kế gắn cái túi nó vô được hả anh mình? Ừ, nó mua lưới về gắp cái túi. Mổ ra, mổ ra. Mổ một lỗ. Thì chừng nào mình thiết kế lại đi, mình qua bển mình bắt dính được con cá lóc. Bắt được dính mới về ha. Đúng rồi đó. Ừ. Tới cái lùi cái chui của ngực chứ nằm vô thôi kéo cho lên xịn luôn kéo lên xịn luôn rồi bắt không dính được tức khó ngủ không được nhớ cái lắc hoài thịt cá ngọt cá mà hấp ngọt này đúng mấy anh Bình thôi anh Bình hấp vừa chín tới nè ngon. Dạ. Nhìn cái lá hơi rau mà nó trong lại là ngon. Dạ. Thì chỉ ăn hấp với ăn luộc hả anh Bình? Chứ hấp ăn sống là nó ngon. Ăn sống không được. Ừ. Ăn sống nó trắng hay sao? Loại này mình không ăn sống. Ừ. Không khó ăn nó sống nhẵn. Ừ. Cơ bán chính với anh Bình anh Bình mạnh. Sức đàn ông mà. Mới giùm anh chén luôn nha. Cảm ơn luôn. Cơm còn đầy nồi. Thôi được rồi, rồi. Anh đáng chào. Dạ, video của con đến đây đã kết thúc rồi. Con xin chân thành cảm ơn quý bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video nha. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Xin chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ nha.